Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới, với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã hứng chịu mưa lớn trong nhiều ngày và hơn 1,23 triệu người đã bị ảnh hưởng. Ở quận Huy Đông, Huệ Châu, thậm chí tương đương với lượng mưa 1,55 ở Bắc Kinh. Tính đến thời điểm hiện tại, 7 người đã thiệt mạng, trong đó có 4 người bị điện giật. Tính đến tuần qua, do mưa lớn ở tỉnh Quảng Đông, 27 quận và huyện đã bị lũ lụt, 1,237 triệu người bị ảnh hưởng. 127.000 người phải di rời đến nơi an toàn, 43 ngôi nhà bị sập và 44.700 ha hoa màu bị ảnh hưởng, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 1,002 tỷ nhân dân tệ. Bà Ly, người dân thị trấn Chendian cho biết, do tôi đang làm việc tại thị trấn Chendian nên nhà gần như ngập nước. Mức ngập ở thị trấn Simapu là khoảng 1,5 m. Địa hình của thị trấn Chendian tương đối cao. Các chuyên gia từ Đài quan sát khí tượng tỉnh Quảng Đông cho biết, nguyên nhân chính gây ra mưa lớn là do áp thấp gió mùa, luồng phản lực vịnh Bengal và Biển Đông, luồng không khí đông nam ở Tây Thái Bình Dương hội tụ ở bờ biển Quảng Đông. Lần này, 23 hồ chứa ở Quảng Đông đã vượt mức nước cao nhất và có báo cáo về các trường hợp tử vong do đuối nước hoặc điện giật từ khắp Quảng Đông. Lượng mưa hàng ngày ở Huệ Châu, Quảng Đông vượt quá 1.000 mm, phá kỷ lục lịch sử của Quảng Đông và bằng lượng mưa 1,5 năm của Bắc Kinh. Nhiều cư dân mạng địa phương đã đăng trên Weibo rằng nhiều người bị mắc kẹt trên lầu và bị chết đói, không có nước và điện và không thể liên lạc bằng điện thoại di động. Một số cư dân mạng chỉ trích rằng các công trình thoát nước và chức năng trữ nước của địa phương còn kém. Mỗi trận lũ lụt đều gây ra thương vong và thiệt hại về tài sản. Đồng thời họ cho rằng chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm. Những ngày gần đây, mưa lớn đã xảy ra ở miền Trung và miền Nam Đài Loan. Chu Hải ở Quảng Đông cũng xảy ra mưa lớn. Đây là trận mưa bão lớn nhất ở Chu Hải trong lịch sử 10 năm qua, đã gây ra 10 vụ sạt lở núi và hơn 4.000 người buộc phải di rời do sạt lở đất. Đất sạt lở, đá lăn từ trên núi xuống đè trúng một số phương tiện trong khu dân cư. Tường nhà của một số người dân cũng bị đá rơi xuyên thủng, nhưng qua ảnh có thể thấy rõ tường của nhà dân này rất mỏng. Mưa lớn cũng khiến các nhà để xe ngầm ở một số khu dân cư bị ngập, các phương tiện không được chuyển đi kịp thời nên bị ngập trong nước. Kể từ đầu tháng này, nhiều khu vực của Quảng Đông đã hứng chịu mưa lớn, khiến ít nhất 53 người chết hoặc mất tích. Dự kiến trong 5 ngày tới, Trung Quốc đại lục sẽ hứng chịu mưa lớn trên diện rộng từ Tây sang Đông. Trong số đó, mưa lớn sẽ bắt đầu vào ngày mai ở khu vực miền Trung và miền Nam. Tại khu vực miền Nam Trung Quốc cũng đang hứng chịu mưa lớn, nhiều tỉnh bị ngập lụt. Trong số đó, Quảng Tây, Quảng Đông và Vân Nam bị lũ lụt nghiêm trọng. Ngày hôm nay, tại thị trấn Đại Đường, huyện Tân Thành, thành phố Lai Tân, Quảng Tây, có 3 học sinh bị lũ cuốn trôi, 2 em thiệt mạng trên đường đến trường. Theo người dân địa phương, một số học sinh từ làng Luan, huyện Sinchen, thành phố Labin, Quảng Tây đã đi xe tải đến trường học và trường mẫu giáo trong thị trấn vào sáng hôm đó. Xe bị lũ chặn ngang đường, tài xế yêu cầu các học sinh xuống xe đi bộ. Hậu quả là do nước chảy xiết, 3 học sinh không may bị trượt chân rơi xuống nước. Một trong những học sinh đã được giải cứu kịp thời và tính mạng của học sinh đó không bị nguy hiểm sau khi được giải cứu. Nhưng 2 học sinh kia đã bị cuốn vào gành và càng ngày càng lao ra xa. Khi dân làng tìm thấy 2 học sinh này, sau đó thì cả 2 không còn thở. Ngoài ra, huyện Bình Nguyên, thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông cũng hứng chịu lũ lụt. Dòng nước lũ cuốn trôi đường xá, phương tiện bị ngâm trong nước, người dân thâm quyến cũng đang đi bộ trên đường phố trong nước và những chiếc ô tô cũng trôi nổi trong nước. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán huyện Queen Bay, tỉnh Vân Nam ngày hôm qua cũng thông báo lượng mưa lớn tại địa phương này gây ra nhiều nơi lũ lụt nguy hiểm, khiến hơn 120.000 người tại 12 thị trấn bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Hơn 150 ngôi nhà bị hư hại, hơn 130 con đường và cây cầu bị sập. Các cơ sở thông tin liên lạc và điện cũng bị hư hại nghiêm trọng. Tại huyện Quảng Nam, huyện Văn Sơn, tỉnh Vân Nam cũng bị mưa lũ tàn phá nặng nề, đường xá lún sụt gây sạt lở, đổ sập nhà cửa, cây cối gãy đổ, xe cộ trôi dạt theo gành thác. Tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc cũng đã hứng chịu mưa lớn kể từ cuối tháng trước và lượng mưa ở nhiều nơi đã phá kỷ lục lịch sử.
Theo báo cáo chính thức, dân số bị ảnh hưởng ở Quảng Đông đã lên tới 1,41 triệu người và ít nhất 7 người đã chết. Trong số đó, Kaohsiung là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã bị lũ lụt bao vây trong 5 ngày. Một số nạn nhân phàn nàn rằng các nguồn cung cấp cứu trợ tư nhân đã bị chính phủ chặn lại. Mưa lớn đã tấn công Quảng Đông, trong đó khu vực Triều Sơn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các quận Triều Dương và Triều Nam của Sán Đầu bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo thống kê chính thức, tổng cộng 279 trường tiểu học và trung học cơ sở bị ngập nặng. Một số trường hợp ngập sâu tới 2 mét và không thể đi học lại như dự kiến. Ngày hôm qua, tại thị trấn Simapu, quận Chao Nan, 3 em nhỏ bị nước cuốn trôi và tử vong. Vào đêm qua, một người cha và con gái bị địa giật chết ở làng Gomei, thị trấn Đông Feng, quận Chao An, thành phố Triều Châu. Nước, điện và thực phẩm trong khu vực thiên tai đã bị cắt trong nhiều ngày và nhiều người đã gửi tin nhắn yêu cầu giúp đỡ. Ông Lin, một người dân ở thị trấn Jinzhao, quận Triều Dương, thành phố Sán Đầu, phàn nàn rằng mặc dù địa hình địa phương tương đối thấp nhưng hệ thống thoát nước của chính quyền chưa được thực hiện tốt. Thông thường khi trời mưa sẽ bị ngập hàng chục cm. Trận lụt này là một sự lặp lại của lịch sử. Ông Lin nói, không có điện, không có nước mà nước cũng không rút. Hôm nay là ngày thứ 5 tôi bị mắc kẹt trong nhà, khi nước ngập sâu nhất nó cao hơn 3 mét chạm tới tầng 2. 5 năm trước cũng đã bị ngập một lần, đến bây giờ vẫn ngập. Chắc chính quyền vẫn chưa cải thiện được hệ thống thoát nước. Chính quyền bỏ mặc người dân không cứu trợ. Có rất nhiều người đi lấy đồ dùng và thực phẩm cứu trợ từ các tình nguyện viên tổ chức. Nhưng chính phủ đã ngăn họ lại và nói rằng họ sẽ vào vùng thảm họa nhân danh chính phủ để cứu trợ thiên tai. Bà Sen, một người dân ở quận Chao An, thành phố Triều Châu, khóc lóc với các phóng viên rằng việc cống bị tắc là nguyên nhân khiến nước tù đọng nhiều ngày. Bà chưa bao giờ thấy chính quyền cử người đến khơi thông cống. Bà Sen cho biết, nước ngập rất sâu, tôi đã phải chịu rất nhiều mất mát. Tôi đã khóc khi nước tràn vào, máy móc và mọi thứ đều hỏng hóc. Cống thoát nước bị tắc và nước dâng lên rất nhanh khi trời mưa. Nước vừa rút một đoạn vào đêm qua, nay trời mưa nó lại đầy, đường đầy bùn đất, khó đi và không ai dọn dẹp. Cục Dân Chính tỉnh Quảng Đông đã báo cáo rằng vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua, 29 quận trong tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ với dân số 1,41 triệu người, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,515 tỷ nhân dân tệ và 64.400 ha cây trồng bị hư hỏng. Ngoài ra, Lipo, Huehuajuang và Miao Autonomous Prefecture tỉnh Vân Nam cũng bị lũ lụt. Giao thông bị gián đoạn, nhiều ngôi nhà bị hư hại, 5 người thiệt mạng, 5 người bị thương và 16 người mất tích. Thưa quý vị, gần đây, ngoại trừ khu vực phía Tây của tỉnh Hải Nam, thì tỉnh Hải Nam Trung Quốc tiếp tục hứng chịu những trận mưa lớn gây ngập úng. Hơn 300 ngôi nhà bị nước nhấn chìm, 1,3 triệu người bị ảnh hưởng. Trường học tại các thị trấn ở Hải Khẩu đã đóng cửa nhiều ngày. Người dân đã xảy ra khủng hoảng do thiếu lương thực. Đồng thời, một cơn bão mạnh có thể tiến thẳng vào đảo Hải Nam trong vài ngày tới, khiến tình hình địa phương càng thêm khó khăn. Theo các báo cáo, một đợt mưa lớn mới ở Hải Nam đã nhấn chìm 300 ngôi làng và hơn 700 hồ chứa tiềm ẩn nguy hiểm. Hồ chứa Wan Yu Linh ở thị trấn Long Quang, thành phố Hải Khẩu đã gặp nguy hiểm vào chiều ngày thứ Tư. Ông Quang từ thị trấn Long Quang nói với các phóng viên rằng khu vực địa phương đã hết lương thực. Ông Quang cho biết, ở đây nhiều thiên tai lắm, hồ chứa của chúng tôi gần như bị sập, nông dân không có gì để ăn và đang chết đói. Nước ở đây ngập rất sâu và chúng tôi không thể thoát ra được. Nước đã cuốn trôi mọi thứ trên đường đi và gạo bị ngập hoàn toàn. Dân làng và các quan chức chính quyền ở thị trấn Long Quang tiết lộ rằng tình hình thiên tai ở địa phương rất nghiêm trọng và các trường học bị ngập lụt nghiêm trọng đã phải đóng cửa trong nhiều ngày. Ông Lý cũng cho biết, gà vịt cũng bị lũ cuốn trôi, rau và gạo cũng hết sạch, cơ bản là không có thức ăn để mua, đường xá thì không thể đi lại được. Và mấy ngày trước, tất cả các trường học đều đóng cửa. Một quan chức chính phủ cho biết, mực nước trên sông Nandu đã ngập đến tầng 1 và trường học không thể tổ chức các lớp học. Chúng tôi đã nghỉ hè từ ngày đầu tháng và bây giờ chúng tôi không thể ra ngoài. Thiệt hại nghiêm trọng do nước ngập sâu, nhiều thứ không thể di chuyển ra ngoài. Có đến 50-60 căn phòng bị sập, những nơi nước ngập bị cắt và không có nước sạch. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, siêu bão số 5 sẽ đi vào khu vực phía đông Biển Đông từ đêm ngày thứ 5 đến rạng sáng ngày thứ 6. Trong vài ngày tới, các khu vực ở Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến sẽ có mưa dông lớn gây ngập úng và lũ lụt trên núi, sạt lở đất và các thảm họa khác. Kính thưa quý vị khán giả, một lần nữa, huyện Minh Khuynh, tỉnh Phúc Kiến lại xảy ra lũ lụt thảm khốc. Thông báo chính thức của Trung Quốc vào tối ngày thứ 5 cho biết, theo thống kê, tối qua tổng cộng 60 người đã chết,
nhưng ước tính của người dân đưa ra số người chết lên tới hàng nghìn người và nhiều người khác vẫn đang mất tích. Cư dân thị trấn Bandu, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đã chỉ trích chính quyền địa phương cố tình che đậy số người chết nhằm trốn tránh trách nhiệm về việc xả lũ thiếu chính đáng của hồ chứa. Theo thông báo chính thức của Phúc Kiến, tính đến 18 giờ ngày hôm qua, 69 người đã thiệt mạng và 6 người mất tích tại tỉnh Phúc Kiến do ảnh hưởng của bão số 5. Trong số đó, 60 người chết ở Minh Kinh, quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Một cư dân mạng đã tung tin rằng hơn 40 người đã chết ở làng Tango và hiện đang có hơn 800 xác chết trong đợt lũ lụt này đã bị thiêu trong lò hỏa táng trong 2 ngày qua. Một người dân giấu tên ở làng Tango, thị trấn Bandung, tin tức chính thức và số liệu thống kê chắc chắn là sai sự thật. Tôi có thể chắc chắn rằng có hơn 60 người. Có hơn 40 người chết ở quê hương Tango của tôi. Nhiều người không thể tìm thấy. Bây giờ chúng tôi rất tức giận vì chính quyền không làm gì cả, lại còn đưa tin sai sự thật như vậy. Người dân thị trấn Bandung cho biết có 3 hồ chứa địa phương do tư nhân thuê nuôi cá, trong đó có một hồ bị nứt do xả lũ không đúng quy trình, nên nước ngập đến 2 tầng nhà, toàn bộ nhà đất bị sập vì không thể tránh được và rất nhiều người chết một cách đáng tiếc, vì vậy họ đã che đậy sự thật. Ông Lưu, một chủ cửa hàng ở thị trấn Bandung cho biết nước từ hồ chứa được xả ra quá nhanh, nhiều hệ thống người dân chưa bao giờ thấy một lượng nước lớn như vậy. Nó đã nhấn chìm Sengwang, Thangjuang, Bandung, Bayong và Bayang. Cũng có rất nhiều người chết, khoảng 100 hay khoảng 1.000 người và chính phủ thậm chí không báo cáo điều đó. Theo dữ liệu chính thức mới nhất từ Minh Kinh, tính đến 18 giờ ngày thứ 3, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng lên tới khoảng 79.500 ha, 8.299 ngôi nhà bị sập. Tất cả 11 thị trấn ở phía Nam, bao gồm Bandung, Tangjuang và Sengwang đều bị ảnh hưởng. Nước, điện và thông tin liên lạc bị cắt. 1/3 dân số của quận bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, khoảng 116.900 người và thiệt hại kinh tế khoảng 5,23 tỷ nhân dân tệ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.